Tôi chào anh chị nha. Cái ngày hôm nay mua được con Chevrolet Trailblazer nè. Xe này thì mới vừa cập bến thôi. Em đang đi cho phay bộ mâm với lại tẩy rửa lại nha. Con này nó siêu cọp luôn nha anh chị. Trailblazer Chevrolet nha. Con này đặc biệt là số tự động máy dầu. Thì xe nhà dân ra thì nói chung là có mấy cái chỗ nó chạy chạy nè anh chị. Thì nói chung là em cho làm lại, bát bóng lại. Chứ không phải là mua một con xe về sẵn bán nha anh chị. Thì con này là số tự động máy dầu nha quý vị. Đó, đặc biệt là số tự động máy dầu nha. Con này nó có nhiều cái chức năng hay lắm. Lâu lâu em mới mua được con đẹp mà phục vụ anh chị nha. Số tự động nha. Mấy cái này dơ em cho ra vệ sinh hết nha quý vị. Đó, vệ sinh từng ngóc ngách nè. Môi ra vệ sinh hết luôn. Tem hãng nó còn nguyên quý vị. Tem tiết còn nguyên luôn. Ốc cửa ốc cánh nè. Anh chị coi keo chỉ nè. Keo chỉ đinh tán đinh bon còn nguyên hết nha. Con này thì nói chung là em dọn rồi xong thì em bán tầm cỡ 695 triệu nha quý anh chị. 695 triệu nha. Mấy cái đây còn tem luôn nè. Còn tem màn hình luôn nè. Chưa tháo nha. Màn hình em mà zin theo xe nha quý anh chị. Xe đẹp lắm quý anh chị ơi. Gầm bờ khỏi bàn luôn, keo chỉ này. Bao cho anh chị là rin luôn. Kêu chỉ nè. 695 triệu là xe thành phẩm nha. Còn anh chị em nào mà muốn em dọn thì có thể cọc trước cho em giữ xe nha. Con này nó có cái hay là anh em mà đời máy lên là tự động nó lóc, cửa nó lóc lại hết nha. Chế độ an toàn của Chevrolet thì anh em khỏi bàn rồi. Còn đây là cái gầm sâu nè. Không có ai mà bán xe mà tháo banh gì cho anh em mình xem đâu nha. Nói chung là em mua được con xe đẹp nên em quay còn cảnh cho quý anh chị luôn. Anh em chị em coi nè, nó có mục mọt gì hay không là nhìn mấy cái này là biết liền. Quý anh chị nào đang tìm mẫu xe 7 chỗ máy dầu, xe đời cao á thì alo cho em nha. Mấy này tháo ra vệ sinh hết luôn nè. Đinh bon rồi nè, còn nguyên hết luôn. Ốc cabo nè. Còn dinh hết luôn nha. Đây là độ điếc luôn nè. Xe về nhà dân về thì em phải dọn rửa. Không phải là được cái là sẵn bán thì nó cũng đỡ. Nhiều khi con xe về phải dọn nhiều lắm anh chị. Bây giờ em sẽ xuống cái phần gầm của anh chị nha. Phần gầm này của anh chị mình coi nè. Không. Đẹp tinh tươm luôn nha. Như xe mới luôn anh chị. 2018 mà. 2018 mà chạy cỡ này là xe chạy rất là ít luôn nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. 695 triệu bao dọn cho anh em tổng thể nha. Bao rút hồ sơ cho quý anh chị luôn. 69 nè. Con này là Trailblazer nè, diesel là máy dầu nè. Nói chung là tầm tiền này thì anh em được mua được chứ được con Fortuner số sàn 26 phân mới, phân cũ thôi nha. Cũng không được phân mới đâu. Thì xe hiện đang nằm tải nhà bãi nhà em là 392 đường DT743, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Giang Bình Dương. Quý anh chị nào muốn xem xe chạy thử á thì alo cho em Tuấn ngay theo số điện thoại 0904 80 4567 nha. Thì xe bờ nè, mấy cái này nó hơi chạy nè, em sẽ cho làm lại luôn. Quăng ga thì nên mình khỏi bàn à, như xe mới luôn quý anh chị. Anh này chạy nhà có con nhỏ. Anh này hơi chạy nè, em cho làm lại luôn nha. Còn đây là cái khung gầm sâu bên phụ nè. Nhìn đảng quá chị. Anh chị em này biết mà biết coi xe đồ á thì nhìn mấy cái thắng nè, nó có xước nhiều hay không á là nó chạy ít hay chạy nhiều nha. Bô nè. Đẹp lắm quá chị ơi. Khỏi bàn luôn. Xe này là zin nguyên bản luôn quá chị, zin nguyên bản luôn. Kêu chỉ nè. Zin hết luôn nha. Tháo ra vệ sinh từng ngóc từng ngách cho quý anh chị luôn. Số tự động máy dầu. Con này có số mạnh luôn nè, rất là hay luôn nha. Giờ mà lên cái bô. Bây giờ mình sẽ quay cái bô của anh chị mình xem nha. Trailblazer. Đây là ở trước nè. Vệ sinh ra cái này đẹp ngay của anh chị. Chấm xanh chấm đỏ còn nguyên nha. Đặc biệt nè, anh chị mình xem nè. Cái cục máy nó còn tem kìa. Anh chị mình xem qua thử đi. Con này em bán ra em bao chết hẳn nha quý anh chị luôn nha. Anh chị mình cứ yên tâm nha. Cục máy nè. Bầu nhớt rồi nè.
ốc là nguyên zin hết nha, gầm bệ khỏi bàn luôn. Stabilizer 2018 số tự động đó, một cầu xe đẹp căng đấy, ốc cabo nè. Quý anh chị mình đang xem là xe chắc xe mọc chưa dọn nha, ốc cabo là chưa ra nè, keo chỉ thì anh em khỏi bàn đi, em đã bao quý anh chị là keo chỉ zin rồi. Con này có cục ABS nè, đình tán còn nguyên hết luôn nha. Thì em con này em đang bán 695 triệu nha quý chị, 695 triệu nha. Tem mát còn nguyên hết nè. Cái này trên này nó còn một cái nắp chụp máy nữa nha quý chị. Đó, còn một nắp chụp máy em tháo ra em vệ sinh nha. Bảo hành máy 1 năm cho quý chị luôn. Tem mát rồi còn đầy đủ luôn nha. Không có thiếu tem mát gì hết. 695 triệu cho một siêu phẩm nha quý chị, gọi là siêu phẩm luôn á. Tem mát cũng nhớt nhất rồi còn nguyên nha. Tem nào còn nguyên hết nha. Con này còn 2 triệu khó xin theo xe luôn nha. Đó. Em bán của anh chị là 695 triệu nha.